Xin chào và cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh YouTube chính thức của Diễn đàn Trader Việt, và mình là Tùng Anh. Trong các clip của tuần này thì chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái bộ công cụ Ichimoku của chúng ta, và cụ thể đó là chúng ta sẽ sang bài số 8 và chiến lược số 5. Rồi qua 7 bài thì chúng ta đã đi qua một số cái nội dung như sau ha, và trong đó chúng ta có 4 cái chiến lược chủ yếu. Thứ nhất đó là đường Tenkan cắt đường Kijun. Thứ hai là giá giao cắt với Kijun Sen. Thứ ba là giá phá vỡ Meikumo. Thứ tư là Meikumo đảo ngược. Và hôm nay chúng ta đi sang cái chiến lược số 5, đó chính là giá giao cắt với đường Chikyu Span. Rồi như thường lệ mình sẽ nhắc lại tất cả những cái thành phần ở trong cái bộ công cụ Ichimoku của chúng ta ha. Đầu tiên đó chính là đường Tenkan-sen, đường đảo chiều, thì cái đường này là cái đường nhanh nhất ha. Sau đó là cái đường tiêu chuẩn, đường Kijun-sen. Thứ ba là đường giá trọng Chikyu-span. Thứ tư và thứ năm đó chính là đường Senkyu-span A và Senkyu-span B, và hai cái này nó hợp thành Meikumo, một cái đặc sản của Ichimoku mà mình nhắc đi nhắc lại ha. Thì cho tất cả những cái thành phần này thì chúng ta đã có những cái chiến lược để vận dụng những cái thành phần đó rồi, và chỉ còn một cái cuối cùng, đó chính là cái đường Chikyu Span, là chúng ta chưa có sử dụng nó một cách riêng lẻ đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cái cách thức sử dụng Chikyu Span ha. Rồi mình nhắc lại một chút kiến thức về Chikyu Span. Thì cái đường Chikyu Span trong Ichimoku nó mô phỏng cái động lực của giá ha, và nó giúp chúng ta là đoán định xu hướng nè, nhìn nhận xu hướng. Thứ hai đó là phỏng đoán động lượng của cái xu hướng nó như thế nào, và thứ ba đó là nó giúp chúng ta xác định những cái đỉnh đáy của thị trường ha. Thì những cái đỉnh đáy đó nó sẽ đóng vai trò là những cái mức kháng cự hỗ trợ mà. Đó. Thì mọi người muốn hiểu thêm về những cái thành phần của Ichimoku thì mọi người có thể xem lại những cái clip đầu ha của cái chuỗi bài này. Rồi một cái lưu ý cho chúng ta đó là cái đường Chikyu Span này nó sẽ chậm hơn so với giá khoảng 26 chu kỳ ha. Đó thì như chúng ta thấy ở đây, ví dụ giá nó đang biến động ở cái thanh thế này, thanh thế cuối cùng, thì cái đường Chikyu Span này nó sẽ không có biến động tại cái khu vực thanh thế cuối cùng này, mà nó sẽ lùi về 26 kỳ ha, và cụ thể là tại cái vị trí này đó. À, khi mà chúng ta xét Chikyu Span là chúng ta cứ lùi từ cái thanh đến hiện tại về 26 chu kỳ. Lưu ý là điều này ha. Rồi vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái chiến lược giá giao cắt với Chikyu Span này như thế nào. Thì chúng ta có hai cái tín hiệu mua và bán ha. Nếu như mà Chikyu Span nó cắt xuống dưới giá, tức là từ trên ha, nó đang di chuyển ở phía bên trên này. Đó, nó cắt xuống dưới giá thì chúng ta có một cái tín hiệu, đó chính là tín hiệu sell. Còn ngược lại, nếu như mà giá nó Chikyu Span nó đang từ ở dưới và nó cắt lên trên cái đường giá, thì chúng ta có một cái tín hiệu, đó chính là cái tín hiệu buy, được chưa? Rồi nếu như mà chúng ta chỉ đơn thuần sử dụng cái quy tắc này để mà chúng ta vào lệnh đó, thì cái hiệu suất giao dịch của chúng ta sẽ rất là thấp, và do đó chúng ta cần phải lưu ý một số cái điểm sau để tăng cái độ hiệu quả của những cú trade của chúng ta lên. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ phải phân loại cái tín hiệu giá giao cắt với Chikyu Span, xem nó là mạnh, yếu hay là trung bình.
Thứ hai đó là chúng ta phải quan sát cái bối cảnh tổng thể của Ichimoku xem là nó như thế nào, nó có ủng hộ cái tín hiệu giao cắt này mua hay bán hay không. Thứ ba đó là chúng ta nên giao dịch ở trên những cái khung thời gian cao, cụ thể là từ khoảng H4 cho lên ha, để giảm cái độ nhiễu. Và lưu ý là chúng ta phải tận dụng cái mức giá đóng cửa chứ, nếu như mà giá chưa đóng cửa thì chúng ta chưa giao dịch ha. Và cuối cùng đó là chúng ta nên kết hợp với các công cụ khác và dùng cái tín hiệu giá giao cắt với Chico Span này như một cái tín hiệu xác nhận bổ sung ha. Nếu như mà trong cái trường hợp mà chúng ta chưa có gọi là phần thục trong cái việc sử dụng cái Ichimoku thì chúng ta nên làm như vậy. Và bây giờ mình sẽ nói về cái việc phân loại bộ mặt tín hiệu trước khi mà chúng ta đi vào cái phần ví dụ thực tế ha. Rồi, phân loại bộ mặt tín hiệu thì cũng như những cái chiến lược sử dụng những cái thành phần của Ichimoku trước đây mà mình đã giới thiệu, chúng ta cũng có ba cái mức độ của tín hiệu. Thứ nhất là mạnh, thứ hai là trung bình và cuối cùng là yếu. Thì trong những cái tín hiệu này chúng ta chỉ nên sử dụng hai cái tín hiệu mạnh và trung bình mà thôi ha, chúng ta không nên sử dụng cái tín hiệu yếu. Rồi, đối với cái lệnh buy á ha, thì cái sự giao cắt nó sẽ xảy ra khi mà giá ở trên bên Kumo, thì đó được đánh giá là một cái tín hiệu buy mạnh. Và ngược lại, nếu như mà cái tín hiệu giao cắt giữa giá và Chikyu Span xảy ra khi mà giá nó dưới bên Kumo thì đó là một cái tín hiệu sell mạnh. Cái tín hiệu trung bình là khi mà cái tín hiệu nó xảy ra trong trường hợp là giá nó nằm ở trong Megumon ha, đối với cả lệnh buy và cả lệnh sell. Và cuối cùng những cái tín hiệu yếu thì nó ngược lại với tín hiệu mạnh, và chúng ta không nên giao dịch cái tín hiệu yếu này. Rồi, khi mà chúng ta quan sát cái tín hiệu á, thì chúng ta cần phải lưu ý thêm những cái tín hiệu từ Megumon ha. Megumon thì những cái tín hiệu này như thế nào á, thì mọi người có thể quay lại những clip cũ và chúng ta xem lại những clip cũ, xem là khi mà giá giao cắt với Megumo thì như thế nào, và khi mà Megumo đảo chiều thì tín hiệu ra làm sao. Đó, thì chúng ta phải hiểu được những cái tín hiệu, những cái thông tin mà Megumo nó đem đến cho chúng ta và chúng ta vận dụng nó. Thứ hai đó là chúng ta sẽ quan sát cái sự chuyển động của đường Kijun và Tenkan để cho chúng ta có thể là đưa ra những cái quyết định chính xác hơn. Chúng ta sẽ tìm kiếm thật nhiều những cái tín hiệu ủng hộ cho cái lệnh mua hoặc lệnh bán của chúng ta. Rồi, bây giờ mình sẽ đi đến cái phần ví dụ để cho chúng ta có thể hấp thụ hết những cái lý thuyết vừa rồi một cách nhanh chóng ha. Rồi, ở đây là chúng ta có cái gì ạ? Đây ha, chúng ta có một cái tín hiệu Chikyu Span cắt giá xuống dưới đây tại cái khu vực này ha, tại cái khu vực này. Đó. Như lúc nãy mình có lưu ý cho chúng ta đó là khi mà tín hiệu giao cắt xảy ra thì chúng ta phải tỉnh tiến lên 26 chu kỳ đến cái thanh đáy hiện tại ha. Thì nhìn vào đây chúng ta có thể thấy đây là một cái tín hiệu trung bình, đúng không ạ? Trung bình. Tại vì sao? Tại vì cái tín hiệu giao cắt này tại cái khu vực này ha, tín hiệu giao cắt này nó xảy ra khi mà giá nó ở bên trong Megumo. À, ở trong một mục. Thì đây là một cái tín hiệu mà chúng ta có thể cân nhắc giao dịch. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xét thêm về cái tổng thể. Thì tín hiệu tổng thể thì ở đây thứ nhất là chúng ta có cái đường Tenkan Sen đã cắt cái đường Kijun Sen ha, tức là cái đường nhanh này nó cắt xuống dưới cái đường chậm. Đó, cái đường màu đỏ này, đường nhanh cắt xuống dưới cái đường màu chậm. Thì đây cũng là một cái tín hiệu cho thấy là khả năng là giá nó sẽ giảm. Đó, cái chiến lược số 1 mà chúng ta đã nói. Rồi, cái thứ hai đó là nếu mà chúng ta chờ thêm khoảng hai thanh nến nữa thì chúng ta có thể thấy tại cái khu vực này tại cái khu vực này thì chúng ta có thể thấy là mây Kumo đã bị break, giá nó đã xuyên thủng mây Kumo. Đó, thì đây cũng là một cái tín hiệu cho thấy là giá có khả năng nó sẽ tiếp tục giảm. Rồi, nếu như mà chúng ta phân tích cấu trúc giá thì chúng ta có thể thấy là ở đây chúng ta có một cái đỉnh tròn ha, giá nó không có tạo được cái đỉnh cao mới. Đó, nó lên tới đây rồi nó không có break được cái vùng cản này ha, vùng cản này, mà nó bắt đầu giảm trở lại. Đó, thì ở đây là chúng ta có một cái gì, có một cái đỉnh tròn ha, với cái đường neckline nó nằm ở chỗ này. Đó, nằm ở chỗ này. Đó, thì ở đây là chúng ta đã có gì, có một cái đáy thấp, có một cái đáy thấp và có một cái
cũng thấp, thì cái việc này nó sẽ xác nhận cho chúng ta là cái cấu trúc tăng này nó đã bị bẻ gãy rồi, nó tạo tạo cái đỉnh đáy thấp rồi, thì khả năng là sẽ có điều chỉnh hoặc đảo chiều. Đó, cộng với những cái tín hiệu chúng ta lấy được từ Ichimoku thì chúng ta có thể cân nhắc bán tại cái vùng này. Stop loss thì chúng ta có thể đặt ở phía trên cái đường Tenkan, đường màu xanh này. Đó, cái đường màu xanh này. Và take profit thì chúng ta có thể căn cứ vào những cái kháng cự hỗ trợ gần đó, hoặc là khi mà chúng ta đạt được cái mức risk reward mong muốn. Ví dụ ở đây là chúng ta kỳ vọng mức reward nó là 2 đi ha, thì chúng ta có thể take profit ở quanh cái khu vực này, hoặc là có thể sử dụng trailing stop. Rồi đây là cái ví dụ đầu tiên ha, chúng ta sẽ đi sang cái ví dụ tiếp theo. Rồi ở đây là chúng ta có khá là nhiều cái tín hiệu, bây giờ chúng ta sẽ phân tích ha. Đầu tiên đây chúng ta có một cái tín hiệu giao cắt tại cái vùng này đó, tại cái vùng này tín hiệu cắt lên thì nó sẽ xảy ra tại cái thanh đế này ha, thanh đế này, thì lúc đó cái đường chiêu span nó mới đi tới đây thôi. Thì ở đây là chúng ta sẽ bỏ cái tín hiệu này, tại vì sao ạ? Tại vì đây là một cái tín hiệu yếu ha. Chiêu span cắt giá khi mà giá nó nằm ở phía dưới MACD 1 là chúng ta bỏ, chúng ta không mua lên lúc này ha. Rồi cái tín hiệu số 2, cái tín hiệu số 2 thì tín hiệu giao cắt xảy ra tại cái khu vực này ha, khu vực này, và cái nến hiện tại lúc đó chính là khu vực này. Thì ở đây chúng ta có một cái tín hiệu gọi là trung bình ha, trung bình, tại vì cái nến nó nằm ở phía trong MACD 1 đó. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy là xu hướng giảm của chúng ta vẫn là chủ đạo ha, chúng ta vẫn có một cái xu hướng giảm chủ đạo, chúng ta chưa có cái cấu trúc nó bị phá vỡ, cho nên là chúng ta cũng không nên giao dịch tại cái khu vực này. Chưa kể là nếu như mà chúng ta có vào lệnh đi ha, chúng ta có vào lệnh thì chúng ta cũng có thể thấy là cái cú break khỏi cái MACD 1 nó ngay lập tức nó bị cái lực bán quanh cái vùng cản này nè, quanh cái vùng cản này nó chặn lại ha, nó chặn lại cho thấy là cái áp lực bán rất là lớn. Và nếu mà trong trường hợp chúng ta giao dịch cái lệnh này, chúng ta cố mua vào ở cái vùng này và chúng ta đang có lãi, nhưng mà thấy cái tín hiệu như thế này thì chúng ta cũng nên cân nhắc là thoát sớm ha, ăn một ít lợi nhuận thôi. Trong trường hợp mà chúng ta nuôi lệnh thì chúng ta cũng phải thấy là ở cái khu vực này chúng ta có một cái thanh bearish rất là mạnh đó, và kết hợp với cái thanh bearish trước đó thì chúng ta thấy là cái đà tăng này nó không có ổn định ha, và cái lực bán nó có vẻ là khá là mạnh, do đó là chúng ta cũng nên cân nhắc khi mà thoát lệnh sớm khi mà gặp những cái đến bearish mạnh mẽ như thế này. Rồi cái tín hiệu số 3 thì đây là một cái tín hiệu bán xảy ra tại cái vùng này ha, và cái thanh nến hiện tại lúc đó chính là tại cái vùng này đó. Thì đây là một cái tín hiệu gì ạ? Tín hiệu mạnh ha. Lúc này là chiêu span nó cắt xuống dưới giá và cái nến nó cũng đã xuyên thủng cái MACD rồi, thì đây là hai cái tín hiệu đều rất là mạnh mẽ. Cộng với cái việc mà Tenkan-sen và Kyu-sen nó cũng giao cắt với nhau tạo tín hiệu bán, thì chúng ta có thể là tự tin và cân nhắc vào cái lệnh bán tại cái khu vực này ha. Đó. Stop loss chúng ta cũng đặt ở phía trên này và take profit khi mà chúng ta đạt cái tỷ lệ risk reward mong muốn. Rồi mình đã kết thúc cái chiến lược số 5, chiến lược sử dụng cái thành phần cuối cùng của Ichimoku, đó chính là được chiêu spa. Nếu như mọi người thấy còn cái thắc mắc nào đó thì chúng ta có thể đặt ở phía dưới cái phần comment để chúng ta cùng nhau thảo luận ha. Thì mình sẽ cũng sắp kết thúc cái chuỗi series này rồi. Nếu như mọi người có yêu cầu gì đặc biệt thì có thể comment để mình có thể đáp ứng yêu cầu của mọi người ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.